Các bạn thân mến, xin chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Nhắc đến vùng cao thì các bạn chắc hẳn sẽ nghĩ đến những cái bản vùng xa xôi, những người bản người dân tộc đi lại rất là khó khăn. Và ngày hôm nay thì mời các bạn cùng mình đến một cái bản mà Sa Phìn, bản người Mông ở Nậm Xây. Các bạn có thể thấy là cái đường đi vào là vô cùng khó khăn luôn. Đây, trước đây là những cái con đường cấp phối, nhưng mà do thời tiết ý, sau một thời gian sử dụng thì bây giờ là trơ lại hết đá rồi. Mình thấy là con đường này mình cảm giác mình đi lên ý, là con đường này chỉ dành cho những người đàn ông và thanh niên thôi, nữ thì có lẽ là không đi được con đường này. Đây, con đường mình đi vào ngay đầu tiên là gặp một cái thác nước rất là đẹp. Đây các bạn. Cái thác nước ở đây còn cái con đường của mình đi vào đây. Nó vòng ra đây. Vòng kia, vòng lên tiếp bên kia. Anh hai bảo là còn 2 cây nữa. 2 cây đấy ạ. Nói chung là từ đây đi là còn 2 cây nữa. Cái đường thì đây các bác nhìn thấy, đây cái đường như này mà đường thì xấu lắm, đường không đẹp thế nào luôn. Nói chung là đường này đi chạy xe với lại nhiều xe, nó gọi là nó nói chung là nó hỏng hết xe với lại rất nhiều cái lắm. Thực ra là mình thích đi như thế này rồi, bạn càng kiểu càng xa xôi ấy. Với lại nói chung nhà nước chả quan tâm dân thế nào, sao mà đường hỏng hết này mà nhà nước chả hỗ trợ thế nào. Chắc là chưa đến lúc thôi anh ạ. Nhà mình trên này anh. Em ở dưới này. À dưới bản trên này nè. Em nói thật với anh là em qua cái ở dưới có lộng xây lên là có cái dốc của đồi ấy. Có đường bê tông đi lên đấy, em ở dưới cơ. Vâng ạ. Các bác, mình mới lên là đã gặp được hai vị khách người bản trên này, nhưng mà đã dọa là đường trên này rất là xấu ấy. Hai cây. Cứ đi quay clip làm biết thôi mà. À thôi ạ. Rồi mình đi đã. Rồi anh ơi nhá. Vâng. Chào anh nhá. Rồi ạ. Anh dưới đầu cầu à? Vâng. Đi về thiếu là mai xong ngay về rồi nhà chơi nhé. Rồi các bạn cũng khá là nản đấy, con đường thì như này đây, từ dưới cái lên là đấy, cứ như này thôi. Mấy ông anh còn bảo là 2-3 cây nữa thì mình cũng cứ đi xem thôi, mình lại đi nhá, mình sẽ để cái như này đi. Các bác ạ, trên đường mình đi thì mình gặp những bạn đầu tiên. Cho chú hỏi tí được không? Mình đi đâu á, đi học à? Đi học. Đứng nói chuyện với chú được không? Không á? À? Làm sao đâu? Ăn kẹo không? À, ăn bánh không? Đây này có bánh này. Đứng lại, cho chú cho bánh. Đi. Đứng đây, lấy bánh cho ăn. Chú hỏi tí nhá. Mình học lớp mấy rồi? Lớp 3. Hả? Lớp 3. Học lớp 7 rồi. Các bạn thấp này học lớp 7 rồi đấy. Dưới trường dưới này đúng không? Phải. Ở dưới này là có một cái trường bán chú nhỉ. Mình là học thứ 2 đến thứ 7 à? Hay là 2 thứ 6? Đây quay ra bên này. Thứ 2 đến thứ 6 à? Phải. Xong là thứ 7 chủ nhật về đến nhà. Bên sắp đến nhà chưa? À sắp đến, chú đến đây là sắp đến bản chưa? À, quay ra đây. Quay ra đây nào. Mình tên là gì? Rồi, xanh. Hả? Xanh à? Đây à, đây lấy kẹo này.
đâu rồi nhỉ, tôi bắt kẹo lên nhá. Ôi rồi không có tay rồi, đây cho mỗi thanh niên mỗi người một cái. Đây bạn kia nào, bạn này tên là gì? Tôi sẽ ra gần đây. Dành. Dành à? Dành. Bạn là gì? Cành. Cành à, các bạn nhỏ đang bận ăn kẹo mút. À, đi nhá. Đấy, phía dưới mình đi là một, có một cái trường phổ thông bán trú 2 ở dưới này, đi học là cũng khá xa đấy với con đường như này. Đấy, chạy rồi. Đây mình thấy là ngay chỗ này có một cái thủy điện. Đây, đây các bác có thấy cái cột hơi của nó không? Ở đây có một cái thủy điện này. Trên này thì gần như là cao nhất ở trên này rồi. Mình đang đi thì đây mình xoay cho các bác xem là đây mình đứng là nhìn được gần như là bằng ở trên những cái ngọn núi bên kia. Mà đi mãi thì lúc nào mình nhìn thấy bản thì chắc là mình sẽ vứt xe thôi, mình đi bộ vào. Thì con đường khó đi. Thôi mình lại tiếp tục hành trình nhá. Sau ngày hôm nay thì không biết là cái con xe của mình thì nó sẽ hỏng gì nữa. Mà hy vọng là đừng có hỏng ở đây thôi, giữa đường như này. Này thì mình cảm thấy là xung quanh đều là núi đá hết. Trên này rất là cao luôn. Từ lúc mình lên thì mình thấy là những người khách đầu tiên mình toàn gặp là những cậu bé, cô bé thôi. Ở đây cũng thế, mình gặp ba cậu bé. Ăn kẹo không này, chú cho kẹo này. Ra đây. Này. Ăn bánh nhá. Ơ thế không đi học à? Vâng ạ. Không học á? Thấy chú gặp dưới kia là có mấy bạn đi học rồi. Dạ. Ở dưới kia là có mấy bạn đi học rồi. Bạn này nói tiếng phổ thông cũng rất là tốt này. Nói tiếng Kinh cũng nhỉ. Đang học lớp mấy thôi? À đây. Cho bánh này. Này. Đây nữa. Em cầm đi này. Đây lấy đi. Xin nha. Thế cho chú hỏi chút nhá. Bây giờ mình học lớp mấy rồi? Ăn à, lấy đi. Bây giờ cái con trâu này sao lại đuổi mình này? Đuổi trâu giúp chú đi. Hả? À, học lớp mấy rồi? Năm nay học lớp 10 nhưng mà trượt rồi không thi được. À, mình trượt lớp 10 là mình ở nhà. Vâng. Nhà của mình đâu, nhà đây à? Không. Ra trông con thôi. Sao lại trông con? Con đây. Cháu mấy tuổi rồi? 15. 15 tuổi đây là con của mình á? Không phải. À chú. Cháu trông cháu. Các bác ạ, tí nữa là mình cũng ngất đấy, mình giật mình là đang cậu bé này là đang bảo là lớp 10 mà là trông con, hóa ra là đây là trông cháu thôi. Bạn nói nhầm. Thế là trường lớp 10 là không đi học nữa. Vâng. Thế mình ở nhà làm gì? Chăn trâu à? Đúng. Đây quay ra bên này nào. Nhà mình ở tận đâu? Thế là nhiệm vụ của mình là đi là cầm cái chìa khóa này luôn. Bố mẹ đi làm à? Vâng. À. Trên này là có hai chị của mình à? Trên này có phải không? Không. Dẫn chú đi chơi được không? Hay là trông em đấy? Đang trông em. Đang trông em á? À? Thế vâng. Đi chơi được không? Rủ hai bé kia đi cùng đi. Đi không? Đi đi cùng chú chơi đi. Nào dẫn đường đi. Không đi à? Nó không đi. À nó không đi, thế mình đi được không? Mình không đi, nó
lại chạy mất đi. À, thế cho mượn thằng cu này đi, cò này nhá. Vâng. Đi cùng chú đi. Nó nhà trên kia mà. À, nó nhà trên kia. Thế dẫn chú đi chơi nhà được không? Vâng. À, cháu nói biết nói tiếng phổ thông không? Nói được tiếng Kinh không? Chắc nó biết sơ sơ. Nha giò đúng không? Nha giò là xin chào đúng không? Đi, dẫn chú đi chơi. Con nằm ngủ bên này nè. Đang ngủ bên này nè. Cái con trâu này từ nãy lên là. À, nó nghĩ là cái bánh của mình, cái túi bánh của mình là cái đồ gì. Ủa? Cho nó ăn đúng không? Ê, dẫn chú đi chơi đi. Nè, ở bên này nè. Tát đánh. Rồi, đi nào. Rồi. Cháu tên là gì đấy? À. Học lớp mấy rồi? Học lớp 2. Học lớp 2 à? Thế tên là gì? Chị. Hả? Tên là Chị. Tên là Chị à? À, tên là Trì. Nào, Trì đi trước chú đi. Dẫn đường đi lên nhà nhá. Ôi, một bạn nhỏ mình gặp đầu tiên, lớp 2, tên là Trì. Đây các bạn, ngay trên này mình gặp hai. Nhìn từ dưới đường là thấy hai cô gái đang ngồi trước hiên nhà. Không biết là đang làm gì. Đây có cái cổng rất là vùng cao nữa. Cái này là để chặn trâu bò đấy. Nhà mình đây hả? Có chị gái à? Có không? À đây rồi, hai bạn kia đâu? Đi đâu ấy? À, đây là hai bạn nhỏ. Dưới kia này. Rồi nào, dẫn chú đi tiếp nào. Đi. Không đi nữa à? Đừng bỏ chú ở lại nhá. Có một cô gái rất là trẻ đang ở trước nhà đây. Ăn bánh không? Có chứ. À, chia nhau đi này. Này, xách đi. Xin nhé. Em vào nhà được không? Vào đây. À. Đây là mẹ của em à? À là cô thôi gì? À gì à gì bị gì của em bị làm sao đấy? À, nằm này lâu chưa? À, cũng lâu rồi, gầy nhỉ. Em tên là gì đấy? Em tên là Lanh. À, tên là Lanh à? Thế Lanh đang làm gì, nấu gì đấy? Nấu cháo hay? Nấu quả cho gì? À, nấu cái gì cơ? Nấu quả su su. À, nấu quả su su à? Anh tò mò anh xem được không? Anh đi xem cái su su được không? À, đây ạ các bạn. Em Lanh nấu su su cho gì? Đây, tối quá. Đây, cái nồi. Ôi dồi, nồi cho tôi rất là nóng. Lanh còn đi học không hả em? Em học lên hết lớp 9 là không học nữa à? Thế là gì của mình làm này lâu rồi đấy nhỉ? Bao nhiêu năm rồi? Ôi, sắp được một năm rồi. Thế không đi khám à? Thế bác sĩ bảo bị bệnh gì? Khám một năm. Không đi lại được à? Chị bé. Vâng, thế bị bệnh gì anh? Không đi được, không đi lại được. Thế bác sĩ bảo sao mà không đi chữa bệnh? Bác sĩ thì là khám, bác sĩ chưa biết. Là nếu mà đi khám một ở trên Lào Cai, nó bảo là bị đau gan, đau gà, đau tim. Bị gan, bị tim đấy à? Ừ. Bị cả cái gì quên mất cái đấy. Nhưng mà chưa ra huyện đâu chứ đây. Chưa ra huyện đâu đúng không? Ừ, đi viện rồi nó mà viện nó chưa được. À, bị gan này, bị tim này, bị thận nữa. Ừ. Nhiều bệnh lắm. À, thế là nằm đây một năm rồi. Mình cảm thấy là các bác, mình thấy là cô là cũng gầy đi nhiều đấy nhỉ? Gầy nhiều. Cứ nằm như này thôi, không đi là được. À. Đưa lại không chịu được. Bản của mình là hết đường rồi đúng không anh nhỉ? Cái bản cuối cùng rồi đúng không? Đúng rồi. Bản gì nhỉ? Mà
Bạn của mình tên là gì á? Masafin đúng không? Đúng rồi. Nghĩa dịch ra tiếng phổ thông là nghĩa là gì anh? Nghĩa... Em dịch được không? Giỏ tiền canh. Giỏ tiền canh à? À giỏ tiền canh. Là Masafin giỏ tiền canh đấy. Thế nhà bạn Lanh này ở đâu? Ngay bên kia à? Nhà này á. À, em... ngày. Ở bên dưới kìa. Bên kia. À, thế là lên thăm gì à? Sao lại tối lại về? Tôi không về đâu, ở đây đâu Vân à. Một cô gái Lanh tên là Lanh. Đi sát gạo tí. Thế anh sát gạo đâu? Sát ở dưới này. Dưới đường này. Thế em đi cùng được không? Được. Ở đây thì ở một mình với Lanh nữa thì sợ Lanh ngại. Rồi, anh xin phép nhá. Cô chữa bệnh nhá, cô nhá, nghỉ ngơi nhá. Đây ở đây rất nhiều bạn nhỏ này. Đây đúng không? Hai bạn này lúc nãy ở trên kia đúng không? Đó, đi chặt mía vậy à? Ô, thế này chú nói chuyện được không? Bạn này học lớp mấy rồi? Lớp 7 à? Không đi học à, không xuống trường à? Cô gái người bông ở trên này rất là xinh các bác ạ. Nhưng mà hơi ngại mình. Sao mà ngại? Hả? À, sao mà ngại? Hả? À? Nhưng mà bạn Lanh này thì không ngại nhỉ? Cô gái rất là xinh nữa. Thế mai mới về à? À tưởng em về luôn thì tí cho anh đi cùng. Em không về à? Đi, cái bạn này thấy đây rồi, mình lại đi tiếp đi. Đi xuống không? Không xuống nữa. À, thế bắt tay cái, cảm ơn. Bắt tay cái. Cảm ơn nhá, cảm ơn dẫn lên đây nhá. Đây nữa. Đây nữa bạn, đây nữa. Đó, mình gặp bà Điện cháu. Chị Pâu à? Đây cho cháu cho kẹo cho bé này. Bé ăn được kẹo không? Bé ăn được kẹo không? Nhà mình trên này à? Nhà mình trên này à? Đây cháu cho bà một. Cho em bé nhá. Em bé có cầm được không? Em bé chắc không cầm được gì. Thế bà cầm cho em bé đi. Bà có cái túi gì đấy ạ? Cái này là quả gì đấy? Quả gì đấy? Quả gì? Quả gì à? Bà không biết là quả gì. Đâu cho xem cái quả gì là quả ổi à? Có phải quả ổi không? Ôi cháu lấy một quả thôi. Đây các bác ạ, cái quả này là quả táo mèo à? Đây. Cháu xin nhá. Được bà tặng cho một cái quả táo mèo. Mình sẽ ăn để xem. Táo mèo đây rất là to các bác. Đây vàng ươm luôn. Rất là ngon. Thực sự rất là lâu ấy, từ lúc mình xuống Yên Bái thôi. Giờ mới ăn quả táo mèo ngon như này. Mình đang tò mò là không biết bà lấy đâu về. Đây là dọc này nè. Thì cây đào đây. Xung quanh nhà thì cây đào rất là nhiều. Những cái con trâu này các bác, đứng ở đây thì người dân người ta hay cho ăn muối ấy. Ví dụ mà mình đi qua đây là nó cứ đuổi ra đó. Đây này, nó bắt đầu nó nhìn rồi này. Đây là có cái lá mày sát.
chào, xin chào. Em đi đâu rồi đấy? À, đi đây, nhà ở đây à? Thế kia là ai? Thế là chị hay là bạn? À, chị à? Thế là đưa nước ra à? Thế nhà mình ở đâu? Nhà mình ở trên này á. Thế cho anh lên đi chơi được không? Tại không cho anh đi chơi? Anh không làm gì đâu mà. Hả? Sao này? Ơ, cho anh hỏi chút. Sao lại cậu bé đấy, sao lại bảo anh lại đi? Sao lại anh lại đi nhà khác đi nhỉ? Anh sai rồi. Biết đâu rồi? Em ơi. Ủa? Anh đi chơi thôi mà. Sao lại trốn? Sao lại chạy? Trốn ra ông ạ. À? Ơi. Anh làm gì không? Nhà mà. Đây là cháu của ông ạ. À? Đây là con của chị. À, chị của vợ. À, cháu đi chơi. Đi chơi á? Vâng, lên bảng rồi mình quay video một tí. Thế á? Vâng, xem cuộc sống của mình trên này thế nào. Quay à? Vâng, cháu đi quay ạ. À. Đây là cháu của mình đó ạ. Ừ, cháu của mình, cháu nhưng mà nhà nó ở bên kia. À, nhà bên kia. Ừ. Con của mình. Đang hỏi em bây giờ đi chơi em hoặc là đi nhà khác đi. Ừ, nó ở đây, nó kiểu nó đi bản giới. À, vừa về đến đây rồi. Đi mua ngu ấy. Đi mua ngu ạ. Ừ, rồi. Hai chị em à? Ừ. Hai chị em mà. Đang làm gì đấy? Cho cháu vào nhà một tí nhá. Ừ, vâng, vào nhà đây. Nên tôi quay lúc dễ nó gò nó cháu đi chơi thôi. Tôi xin tôi quay cái lúc gò. Ra ra đi. Gò nó à, không nói chuyện với anh à? Ừ. Nó là... Hả? À. Làm sao? Ra nói cho anh xong là anh không quay nữa. Giải thích rồi nào. Đây giờ anh quay mỗi anh thôi. Quay em. Đây nhìn vào hình này. Cho em hỏi chút đi. Sao lại bảo anh không cho quay? Lý do không muốn lệ sợ bị quay à hay là đứng đi sợ bị quay cậu bé sợ bị quay. Thế không cho anh lên tượng nhà chơi à? Giờ không lên nhà chơi em cắt đi xem châu rồi. Đi xem châu á? Thì anh đi cùng đi xem châu. Đi xem sao mà hả? Cậu thanh niên này em tên là gì đấy? Hả? Cái gì đó? Đứng đây thôi nào. Tên là Đình Vuông ạ. À? Vung. Em học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Lớp 9 à? Ủa, thế thì lớp 9 là gì? Phải sao phải ngại gì? Hả? À? Thế thì không cho anh đi nhà chơi. Chết rồi. Anh từ dưới kia lên mà. Bây giờ phải biết quen ai ấy. Gặp em đầu tiên đi. Hả? Các bạn thuyết phục cậu bé này hơi khó nhỉ. Chị em tên là gì? Chị hôm nay đi cùng em ấy. Còn đây hai chị đồng nhau cũng có việc. À, đi bắt châu à? Thế còn bản trên này của mình còn nhiều nhà không? Nhiều nhà lắm. Nhiều nhà. Ừ, trong bản to rồi. Thế còn mấy cái nhà bên kia là đi đường nào ạ? Bên kia là mấy cái nhà kia đi đường dưới bản dưới lên. Đây mình thấy. Cái tốt tốt ấy. Kiểu như bên đấy cách biển hẳn ấy nhờ. Ừ. Cách đấy là đi vào cái đường mà ô tô đủ mấy cái chú đất ở đó này. À là đi sang bên đấy là... Ừ, đấy. Có một cái đường dưới xuống dưới suối có cầu mà. Bên đây có bao nhiêu ngôi nhà đấy ạ? Không biết được. Bản gì. Đây một cái bản bên đấy các bác ạ, mình cũng đang là tính là sang bên đấy để xem cái bản bên đấy thế là bản đấy cũng bản người Mông không ạ? Bản người Mông ạ. Người Mông. Mông bản mình cũng là bản người Mông nhỉ? Bản người Mông Lỏ Cay. À. Người ta gọi là Lỏ Cay. Bản gì ạ? Bản người Mông? Lỏ Cay. Lào Cay à? Lỏ Cay. Lào Cay. Lỏ Cay. Bản người Mông Lào Cay. Lỏ Cay. Lỏ Cay là người đúng không? À giấy chút dưới do kẹo này. Và mai mất thân không này? Ôi vô mày mất thân. Thằng này là thích kiểu mua kiểu bút lắm thằng này. Thế ông ơi cho cháu hỏi chút, ở đây là đợt trước là khai thác vàng à? Ở khai thác vàng đây.
đâu, có xa đây không? Ủa, xa lắm, cháu đi vào cái bản này, đi đến qua cái chú dốc này, đi qua trường học sang bên kia là nhìn thấy bãi bằng. Bây giờ người ta còn cao khăn. Có, người ta ở đấy trong nhà thôi, nhà nước cho tôi làm. À, rồi trộm làm à? Ừ, đây nó trộm làm. Nó ở đấy trong nhà thôi. Thế bản của mình có làm không hay là có, người dân mình cũng khác cái nhà nó làm nhưng mà mình không làm. À, có máy à, rồi. Cho cháu vào trong nhà lịch ký này. Vâng, cứ vào đấy, cháu vào cái máy là quay cả máy. Khế tên của con có này. Hơi tối nhỉ. Khế tên à? Khế tên à? Khế tên à? Là mở điện. Khế tên là mở điện. À, mở điện à? Ừ. À đây mình thấy gỗ. Mình tốt có mình làm lấy mũ như thế nào? Mũ á? Ở gỗ này mình làm nhà mới này. Gỗ này, gỗ đi mình đi chơi đi. Đi đường đi hết được được. Không chắc là cháu đi bộ thôi cho nó gần. À, không đi. Nhưng mà cháu gửi cũng trong cái mấy cái nhà trên này này, cái nhà sàn đấy, cái nhà sàn nó ngay đường mà gửi đấy. Nhà sàn gỗ à? Ừ, nhà sàn gỗ này bên cạnh đường ấy, gần đây như đây rồi mà. À, đường đó thì đừng gửi đấy thì cháu quay bên đấy đi. À mới đẹp. Ờ, nó đi qua số này thôi mà. Vâng. Đi bộ là xa đấy. Vâng. Rồi cháu vâng ạ. Vâng. Có lẽ là cái thuyết phục cậu bé kia đi nhà để đi sang nhà kia thì nhà cậu bé chơi thì không thành công các bác ạ. Cậu bé hơi ngại mình. Đây những cô bé mà mình lên đâu nhỉ? Vẫn đứng ở đây này. Đang ngó. Đang thấy người lạ. Mình thấy cái đôi này luôn là đang làm gì các ạ? Anh ơi, em vào chơi được không? Đây là gì? Đi vào nhà anh chơi đi. Không được. Không được à? Mới gặp, mình mới quay được là cái cặp đôi này đang cái gì nhỉ? Rất là mờ ám. Ở các bác ạ, cái nhà đây này, mình thấy này, nhà người Mông thì hay là ở lác đác lác đác ấy. Qua men những quả đồi kìa, phía tít xa có một cái nhà ngôi nhà này, trên này nữa, tít trên này có ngôi nhà nữa, những ngôi nhà này rất là đẹp. Biết là đang làm gì nữa. Cái này thì mình bắt gặp cái cảnh tượng mà cái cảnh mà trẻ con không nên nhìn. Người ở nhà rồi. Đây thì trên này mình mới thấy là rất nhiều ngôi nhà này, mái nhìn đẹp lắm. Làm gì đấy mấy thanh niên? Đang làm gì đấy? Các em vào chơi được không? Hả? Cho cháu vào chơi được không? Đi vào chơi, nói với mẹ đi. Mà đi vào chơi ấy. Mẹ bảo sao? À đi à? Đi vào được à? À. Mình sẽ vào ngôi nhà của con này. À, ai đang làm gì? Bố mày. À, bố à? À, đi. Con của cô à? Chồng.
Bé nói được tiếng phổ thông không? Nói được nhỉ? Đi học mà. Học lớp mấy rồi? Học lớp 7 rồi. Học lớp 7 rồi. Vâng. Học lớp 7 rồi. Thế là kia ai đang nằm đấy là anh trai à? Không phải, đó là bố. Đó là bố á? Vâng. Đang say rượu à? Vâng. Thế tối nay chúng xin ngủ nhờ đấy được không? Có được không? Được. Được á? Hỏi mẹ xem nào. Hỏi mẹ xem nào. Thế là gì? Hả? Tên là Huya. Tên là gì? Huya. Đi ra ngoài đi, trong này tối lắm. Lù Thị Huya. Lù Thị Huya. Thế cô nói được tiếng phổ thông à? Mẹ nói được tiếng phổ thông không? Được. Được à? Vâng. Thế mà lúc nãy cháu vào thì cô lại bảo là Chipo. Ừ. Không phải Chipo đâu. Thấy ăn kẹo không? Đây, cho cái kẹo. Bên kia chú cho mấy bạn hết rồi. Kẹo bánh à, cái bánh ấy. Thì cho em xin nha. Ừ. Rất là ngoan nhá. Học lớp mai là xuống kia học à? Vâng. À. Thế hỏi mẹ xem ở tối nay chú ngủ nhờ được không? À. Cho được. Cũng cho. Cho ngủ. À, cho ngủ à? À. Còn nhà chơi cũng cho vào mà cho ngủ cũng cho vào. À. Em dẫn anh đi chơi được không? Đi chơi vòng quanh bản ấy được không? Anh ạ. À đây là mẹ à? Thế dưới kia không phải mẹ của mình à? À thế là mẹ của phe à? À. Em chào anh. À, là bố à? Em thấy anh. Biết rồi. Đây này. Rất là đẹp nhá, bên này trên này là núi này. Anh không đi nương à? Mình có làm nương không? Vừa về. À vừa mới về à? Làm nương trên này à? Vâng. Thế có làm vàng không? Không làm vàng à? Ở trên này bản mình có làm vàng không? Không à. Bản trên này là cái bản trên cùng nhất các bạn, cái bản cuối đường rồi. Bản Ma Sà Phì này là bản cuối cùng nhất. Bản người Mông cách 15 cây đấy nhỉ. Trên này thì hoàn toàn không có đường bê tông đâu. Là đường đất. Thì là đường từ cái xã đi vào cũng là đường đất thôi. Nhà cũng phải san sát nhau nhá. Thế mình có trồng được nhiều lúa không anh? Không, ít thôi. À, ít thôi à? Một vụ thôi nhỉ? Thế thì mình phải gọi thằng này gọi là chú đấy. Gọi anh, gọi bố mẹ là anh chị rồi thì mày phải gọi chú là chú đấy. Nhỉ, anh nhỉ? Dạ. Tại đấy thì không biết các bác ạ. Nghĩ là cái cô kia là mẹ của bạn này nên là mới là xưng anh em, còn nó phải gọi mình là chú rồi. Nhiều lợn thế. Đây là trường trên này à? Vâng. Thì mình lại đi tiếp đi. Vâng. Rồi em đi chơi đã anh nhá. Ôi giời. Không biết là đủ kẹo nữa không nhỉ. Cho chú nhờ tí móc cái kẹo trong túi này cho các bạn đi. Anh ở đâu ấy? Anh ở cũng người Văn Bàn mà. Biết võ lao không? Dạ. Biết võ lao lần nào chưa? Không biết rồi. Có đủ nữa. Ô, có hai cái nữa thôi, vẫn còn đấy sao mà. Đây này, ở dưới này. Đưa nước thử ấy, chỉ cái quán ở đâu? Ở đây là có quán không? Tí này, chú cháu mình đi mua nhá. Đi, bây giờ là tạm thời mình không lên trường nữa, mình đi mua cái kẹo đi. Ừ. Em này sinh năm bao nhiêu? 99 à? À 99. 2K9. À 2009 đấy à? Vâng. À, đứa đầu lòng đấy à? À? Em người trên này đấy chứ? Hay là? À, lấy chồng trên này thôi. À. Mình đi tìm kẹo đi. Đâu đang đi tìm kẹo, không đủ.
lấy về phát hết bên dưới rồi. Vâng ạ. Người dân ở trên này thì rất là quý mấy. Quý khách các bạn, người lạ thôi, như lúc nãy cô đầu tiên mình gặp ấy, người lạ thôi nên mà hỏi vào nhà cô cho vào luôn nhỉ. Thế về tối nay chú ngủ nhờ xong mai mình đi về xuống cùng nhau được không? Có được không? À được ạ. Thế học là thứ 7 chủ nhật về à? Thứ 6 về. Thứ 6 về. Học đến thứ 6. À học đến thứ 6 rồi. Thế trên này có lớp tiểu học nhỉ? Trên này có lớp gì? Mầm non à? Thế cháu thì cháu học đến lớp mấy ở trên này ấy, xong là xuống dưới học? Lớp 5. Là lớp 5, là học tiểu học đấy nhỉ? À, vùng cao là thường là thế, là tiểu học thì học ở trên này, còn phổ thông này cấp 2 từ lớp 9, à lớp 6 đến lớp 9. Hơn nữa là lớp 10, lớp 11, 12 là đều học ở dưới trung tâm hết. Thế có dự định học hết lớp 12 không? À, không á? À? Thế học hết lớp mấy? Học hết lớp 9 rồi. Sao không học nữa? Không thích học nữa. Thế là về lấy vợ à? Chơi. Về chơi á? Thế ở bản của cháu này ai cũng học đến lớp 9 rồi à? Là nghỉ à? Có phải không? Có ai học đến hết lớp 12 không? Có. Để học. Mình phải học làm cán bộ chứ. Không học à? Ôi, xin chào. Chú chờ từ dâu à? Không. À, cái quán này thì mình nhìn là không biết quán đâu, vì đóng cửa như này. Đó cho bà. À, nhà mình bán hàng à? Ừ. À, thế cái này thì chắc là thực ra là chỉ vào người của bản thì mới biết là cái nhà này bán quán rồi nhỉ. Đây các bác ạ, đứng từ ngoài này vào, đứng từ đường, không biết là bán hàng đâu. Thường thường là người ta sẽ dọn hàng ngoài, nhưng mà trong này thì không có quán đâu. Đi dẫn chú vào đi. Tầng này bán kẹo, còn mình thấy là cháu phải dưới này chơi bia đúng không? Phải không? Cái này đang bia đúng không? Có phải không? Có. À, đi mình lấy, mình chọn kẹo đi, cháu chọn đi. À, đây có gì? Có bánh nướng, có đường này, kẹo mút này. Thế cháu muốn lấy kẹo gì? À, chọn đi, mình chọn đi. Mình nhặt đi. Mút à? Thế tủ này bán, trong này có bia à bà? Hay là bia với nước à? Thế thực ra chỉ có người trong bản thì mới biết là trong này có cái quán thôi. Thế à? Lấy gì không? Lấy này đi, lấy kẹo này về cho đấy, chia bố mẹ nữa. Đấy, không có một cái kẹo kìa, kẹo đấy. Hai gói đi. Rồi. Có lấy thêm không? Không. Không không à? À rồi, do bạn này quyết định nhá. Không lấy thêm nữa. Thế lấy thêm một chai nước đi nhỉ. Lấy không? Đấy, lấy thêm chai nước nữa. Nhá, thống nhất chưa? Có lấy không? Không. Không à? Thế tính tiền cho cháu ạ. Tính tiền đi. Bao nhiêu? Cậu là cái gì? 13. Pelu là 13. Thế là hỏi bà thêm bao nhiêu nghìn? Năm mươi à? 53. À, cả cái chai nước này à? Ừ. À rồi lấy túi bóng đi.
rồi mình sẽ thanh toán cái chỗ này đã nha, các bác nhá, gửi tiền vào đó. Đi đường này lên được không? Hả? Thế thì đi đường này đi, xong vòng ra chỗ kia đông đông đi, không trẻ con đi. Hả? Ừ, ăn kẹo đi, đây này, bé lên rồi này. Sao có chồng không nói chuyện được à? Có đấy chứ nhỉ? Em gái cho anh xem em đang thiêu gì được không? Đâu quay ra đây cho anh xem. Không hả? Thế quay từ xa đi, anh đứng từ xa quay này. Đây thì người phụ nữ người Mông thì hay ngồi, họ ngồi thiêu thùa các quần áo của họ. Quần áo của họ thì hầu như là những đầu phụ nữ này hầu như là đều là dùng bằng tay thôi, thiêu thủ công. Ô, anh đang làm gì đấy, mổ gà? À, mổ gà thôi. Cho anh xem đang làm gì được không? Đây anh quay từ xa đi, quay ra bên này đi. Vừa lúc nãy là mình thỏa thuận với một thanh niên dưới kia là thất bại rồi, bây giờ là đi lên chơi. Gà to đấy. À. Thế tối nay cho xin ăn ở đây được không? Ăn đi. Ăn đi á? Làm chín mới ăn được chứ. Hôm nay nhà của cho này hình như có cái tiệc gì à? Có phải không? Không ạ. Thế sao mổ gà to thế nhỉ? Mổ ăn thôi. Mổ ăn thôi hả? À. Thế thì mình cũng phải xin ăn mới được. Chín, gà chín chưa anh? Rồi, đã sợ rồi. À. Để đi. Đây đang vào mà. Thôi đứng ngoài cũng được. Ngoài thế là gà làm xong rồi à? Nhanh thế. Anh xong hả? Đi ra đây. Đây là đi đâu nữa đây? À đây là vòng sau nhà. Đi mình lên trường xem đi. Đi không? Đi. Biết cho. Đâu trường lên nào. Có ai đi không? Hai em này có đi không? Không đi á? Trường có gì vui à? Đâu đội trẻ con đâu rồi? Đi gọi đội trẻ con đi cùng đi. Nhanh lên đi chơi đi. Nhanh lên. Đi. Đây là trường trên này đấy à? Đó là hai chú cháu. Xem cái điểm chỗ chơi của cho xem. Mọi khi hay chơi sẽ là ở chỗ nào? Cho vào là chơi trên trường, để sân trường đúng không? Còn có lối khác nữa chứ đúng không? À, cho đang dắt mình lại đi đường tắt. Đây à, đi đường này đi. Đâu đi từ đâu, cho chú. Đợi chú với. Cái bản mà gì nhỉ? Ma sa phìn này rất rộng các bác nhá. Đầu tiên mình đến là mình thấy là trước mắt của mình ý, còn vài ngôi nhà mà mình cứ tưởng là bản này bé cơ, nhưng mà hóa ra là nó rộng rất tít bên kia kìa. Bản này rất là rộng, cực kỳ rộng luôn. Đi đâu ấy? Ui, cái này ngôi nhà gỗ các bác. Nhà gỗ rất là đẹp. Đây là nhà dài chứ nhỉ? Đây là chủ nhà đúng không? Đây chính là, cái này sơn bằng gỗ này, hoàn toàn bằng gỗ nhỉ? Chị ạ, à, em chào chị. Đi chơi thôi chị ạ. À. Mình đang làm gì đấy? Cảm ơn.
Đi quay phim chị ạ. Đi quay phim chơi chơi. Ủa mơ. Ủa. Cái gì cô? Hả? Cô phải gì? Ôi. Đi mình lại đi tiếp đi. Nhà của chị mình gái này rất là đẹp. Sao thế cứ cười đi đằng sau cứ cười rồi ạ. Hả? Học lớp mấy rồi? Mấy bạn học lớp mấy rồi? Nói to này, học lớp 5 à? Chuẩn bị thì năm sau lại đi xuống dưới rồi nhỉ? À, có cái khoảng nữa đấy. Không nhỉ? Rồi, ok, mình lại đi tiếp. Mình thấy ấn tượng với cái bản này không? Các bạn, cái bản này không phải là đường xấu mà khó khăn đâu nhá. Trên này cuộc sống nói chung là cũng là ổn định đấy. Xã này, cái bản này thì bản to chứ nhỉ, cháu nhỉ. Đây, những cái ngôi nhà đầu bên kia cũng toàn cái nhà xây, nhà mới kìa. Sao đấy? Không cho đi cùng chú à? Hay làm sao? Người ta nấu cơm rồi nhỉ? Tối rồi, đây đúng không? Cái trường của Cho vào đây. Cái điểm đi chơi cuối tuần đúng không? Đây nữa, những cái bản. Trong này là hay có những cái hòn đá này này, ở giữa bản này này. Thì mọi người sẽ, những lúc ngồi chơi ấy đúng không? Cho nhỉ? Nó trèo hơi khó. Nó sẽ trèo lên chỗ này. Có thể nhìn được hết cả cái bản này. Rất là mát nhá. Đây một cái ngôi trường được đầu tư khá khang trang đấy. Đây mình sẽ xoay hết toàn bộ khung cảnh này. Đi tiếp nào. Ở đây có nhiều lớp không? Phải cho. Hả? Mầm non với tiểu học là học cùng nhau à? Đâu, đi ra trường à? À, có thanh niên à? Rồi. À, có thanh niên, có gà đấy. Đây cái ngôi trường cũng rất là to. Rất khang trang. Đâu bên nào mà à đây lớp 1 đúng không? Đây là nhà hiệu bộ à. À mẫu giáo nhỉ, đây là lớp mẫu giáo này. Còn đây là trường tiểu học này. Gặp mấy thanh niên có gà đấy. Đang chọi gà. Hả? Thế gà của thằng nào thắng rồi? Gà chọi đúng không? Ngồi đây đi, ngồi đi. Sao đây? Thế chạy đi chú lấy gà nhá. Thì ngồi đây. Đâu cái này con này con gà chọi này. Cái con gà thằng này thì gà tre thì làm sao mà thắng được? Hả? Nhận nó nhận quay nó nhận cái mượt đàn hỏi. Đâu đứng xem này. Con gà tre này. Con gà tre này thắng được không? Thế con gà nào thắng? Gặp mấy thanh niên mà đang chuẩn bị chọi gà. Không. Thế mang gà đi đâu? À, mang gà đi chơi à? À như kiểu thú cưng ấy nhỉ? Đây có vẻ mấy thanh niên này đam mê gà đấy. Thằng nào cái chỗ này rất là rộng nên là Cho bảo là chỗ này là lên điểm chơi đúng không? Hay chơi như này.
Thế cái nhà to to bên này là nhà gì nữa? À, nhà nghỉ à? Nhà nghỉ đi, nhà nghỉ đâu? Của trường hay là? Hả? Quán nhà nghỉ à? À, ví dụ mà chú lên đây là chú vào đây ngủ được không, đúng không? À rồi rồi, hiểu rồi. Cái này là nhà nghỉ. Mình không lo cái khoản chỗ ngủ như này rồi. Rồi đi ra đây. Thế là vòng về nhà của mình, cái đường nào? Thế thì đi tiếp nào. Đang làm gì đây anh? Hả? Mình đang làm gì đây? Đang làm cái... bếp thảo quả. À bếp thảo quả. Bếp thảo quả. À đây đúng không? Nhiều thế nhỉ? À, đang làm bếp thảo quả. Ừ, làm bếp. Đây cái nhà nghỉ đây. Mà mình cũng đang tò mò là anh đi bản mình là bản hay là xã đấy? Đây là bản. Đây là bản à? À. Bản rất là to quá, bản có nhà nghỉ nhá. Ừ. Như dưới mình là bản không có nhà nghỉ đâu, phải ra trung tâm. Ừ. Bản này rất phát triển đấy. Đâu thấy ra quả trong này à anh? Ừ, sao ra quả trong này à? À đây. À đây. Cái này một mẻ sấy được bao nhiêu tạ? Một mẻ này là sấy được mấy chục cân thôi. À, mấy chục cân. À. Sấy là nhiều trên rừng. Sao nhưng... anh không sấy trên rừng mà nó ít quá? Nó ít quá. Đi có không bó ấy. À, đi xa không? Đi cũng xa đấy. Cây. Một cây à? Quá nãy mình mua đâu. Đấy kia. Cũng khá là muộn rồi. Bây giờ 5 giờ rồi đấy nhỉ. Bây giờ là nếu mà chú ngủ ở đây thì cho chú ngủ chỗ nào? Nhà có chỗ ngủ không? Chú thấy lại nhà mình đông người lắm. Hả? Cũng ít thôi á. À? Ít thôi là bao nhiêu người? Nhà mình bao nhiêu người? Hả? 5 người. 5 người thì thấy là đông rồi đấy. Mọi người bắt đầu đi làm này rồi. Thế cái quán đấy mình mua ở chỗ nào nữa nhỉ? Không phải quán này à? À quán này quán khác à? Xin chào các chị. Chị Pâu không? Chị không, chị Pâu thôi chứ. Anh Di ơi. Ơi. Biết sửa không? Sợ. Nhưng mà cái này làm sao mà sửa? Chị rồi. Nhét cái thanh sát này vào đây. Đâu nhét cái nào vào đây? Nhét cái này vào đây. Móc vào đây. Đây, cho tập như thú quay thế nào. Cái tao kêu đâu mà làm cho. Nó rồi mà. Chả cái gì của nó tổ lỗ mà. Nó như thế này à? Đầu tiên nó như thế này đúng không? Nó như thế này đúng không? Chúng có cái tao vậy đó. Tao à? Thì tao hỏi. Đây là một vòng thì hai chú cháu đến nhà rồi, đến nhà của cho rồi. Có lẽ là xin phép rồi nhỉ. Đấy càng ngày càng nhiều người lạ rồi nhá. Thế mà bảo ít người chơi. Quay phim à? Quay phim. Có lẽ là các bác ạ, bây giờ là cũng muộn rồi nên mình thì thấy nhà cho thì đang bảo là xin ngủ nhờ, nhưng mà thấy nhà cho cũng nhiều người đấy nên là thôi, là mình cho phép mình không làm phiền gia đình nữa, mình sẽ về thôi, mình xuống núi. Anh ạ, xin phép là em về ạ. Về á? Vâng, hẹn hôm khi nào gặp lại. Ôi về đây bảo là ăn đùi á? Ăn đùi ạ? Cho đùi ăn không? Cho ăn đâu. Thế có cho hay không cho? Ăn đùi như về nhó rồng. Đâu xem con gà. Bây giờ về luôn á. Có món măng nữa. Em về luôn đây anh ạ. Vâng. Thôi. Quê anh về. Đây chồng. Văn bàn. Văn bàn.
Võ Lao. Chào bạn cho đâu rồi, bạn cho rồi nhá. Hôm nào gặp lại. Nhá, hôm nào lại lên. Không, thôi không ngủ nữa. À, đến đây thôi nhá. Nhanh lắm. Thôi, xin phép chào mọi người nhá. Về nhá. Thôi, video của mình khám phá cái bản Ma Sà Phìn này kết thúc ở đây. Và mọi người ạ, ở trên này thì bản này rất là đẹp. Mỗi là cái đường hơi xấu tí thôi. Anh vừa nãy anh chiều tí không ngủ nhà chơi nhỉ? Ồ, anh làm được gì chưa? Hả? Làm được gì chưa? Không. Chưa làm được gì à? Hả? Chưa làm được gì à? Không. Vừa nãy anh chiều à? Không được, anh không vào nhà chơi. Rồi, em về đã nhá. Có gì gặp lại về nhà. Hôm nào có lễ lên chơi tiếp. Hôm nào lên chơi à? Vâng. Cháu về đây cô ạ. Ấn tượng của mình với cái bản Ma Sà Phìn này thì người dân ở đây rất quý khách các bạn, kể cả người lạ ấy. Như lúc nãy mình vào là mình bảo xin vào nhà là người ta sẵn sàng người ta mời vào luôn. Và cảm ơn một nhân vật rất đặc biệt nữa, bạn Cho, bạn ấy đã cùng mình đi cùng mình hết cả cái bản này luôn. Có cái gì chỗ nào đẹp, chỗ nào hay là bạn ấy dẫn đi hết. Xin phép là mình kết thúc video ở đây và hẹn mọi người trong những video tiếp theo bản vùng cao.